Theo khảo sát, giá vàng miếng SJC sáng 23 tháng 3 năm 2022 ở thành phố Hồ Chí Minh giảm 150.000 đến 250.000 đồng mỗi lượng so với ngày trước đó. Giá vàng tại Eximbank mua vào còn 67,95 triệu đồng một lượng và bán ra 68,45 triệu đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào còn 67,8 triệu đồng một lượng và bán ra 68,5 triệu đồng một lượng. Thị trường vàng giao dịch eo uột nhưng giá vàng trong nước vẫn không giảm theo kịp thế giới, dẫn đến mức cao hơn 15,27 triệu đồng một lượng. Vàng thế giới đã giảm 16 đô la Mỹ một ounce trong sáng 23 tháng 3 xuống còn 1.920 đô la Mỹ một ounce, mức thấp nhất mà kim loại quý giảm xuống trong phiên giao dịch Mỹ đêm 22 tháng 3 là 1.910 đô la Mỹ một ounce. Các nhà đầu tư phản ứng trước bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell tại Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia đến việc tăng lãi suất để chống lại mức độ gia tăng của lạm phát. Bài phát biểu của ông suy ra rằng Fed sẽ quyết định hơn nhiều đối với các đợt tăng lãi suất sắp tới so với thông báo trước đó, dự kiến tăng lãi suất 0,5% thay vì 0,25%. Fed đã duy trì nhiệm vụ kép là ổn định giá cả và việc làm tối đa. Năm ngoái, Fed đã tập trung vào việc tối đa hóa việc làm thay vì ổn định giá cả để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế. Điều này dẫn đến lạm phát gia tăng, hiện ở mức cao nhất trong 40 năm, với chỉ số lạm phát CPI tháng 2 tăng lên 7,9%. Tuyên bố của ông Powell chỉ ra rõ ràng rằng họ đang tập trung nhiều hơn vào sự ổn định giá cả thay vì việc làm. Về cơ sở kỹ thuật, giá vàng có thể hỗ trợ nhỏ ở mức 1.920 đô la Mỹ một ounce và hỗ trợ chính ở mức 1.879 đô la Mỹ một ounce. Điểm giá kháng cự bắt đầu ở mức 1.944 đô la Mỹ một ounce.